Quan hệ ngoại giao giữa Anh và Pháp có nguy cơ dạn nứt thêm sau khi Ngoại trưởng Anh Truss, ứng viên sáng giá cho chiếc ghế Thủ tướng Anh nói rằng không rõ Pháp là bạn hay thù. Bình luận này được cho là đổ thêm dầu vào lửa trong bối cảnh London và Paris từ lâu đã căng thẳng về những vấn đề hậu Brexit như người di cư, giấy phép đánh bắt cá và nghị định thư Bắc Ireland. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong tiềm mục điểm nóng như trước hết mời quý khán giả và các đồng chí cùng đến với những tin nhanh đáng chú ý. Thủ tướng Đức Olaf Scholz hôm qua cho biết Canada là đối tác quan trọng hợp tác phát triển lâu dài về nguyên liệu khoáng sản và nguồn cung khí đốt. Thông báo được đưa ra trong bài phát biểu của ông Olaf Scholz trong cuộc vận động tranh cử ở Kursaven, miền Bắc nước Đức. Trước đó, trong chuyến thăm 3 ngày tới Canada, ông Scholz đã ký một thỏa thuận nhập khẩu hydro xanh từ Canada tại thị trấn cảng Steffenven, Newfoundland. Đức đang cố gắng đa dạng hóa nguồn cung cấp năng lượng cho nước này và các nước châu Âu khác. Hôm qua 26 tháng 8, một đường ống dẫn khí đốt tự nhiên giữa Ba Lan và Slovakia với công suất hơn 10 tỷ mét khối đã được khánh thành. Thủ tướng Ba Lan Matis Morawicki cho rằng đường ống dẫn khí này có thể tăng cường an ninh năng lượng ở châu Âu. Trong khi đó, Thủ tướng Slovakia Eduard Heze cho biết việc có thể đưa khí đốt tự nhiên hóa lỏng và khí đốt tự nhiên từ Na Uy sang qua Ba Lan đến Slovakia sẽ thúc đẩy tự do năng lượng của đất nước. Đường ống này nhằm mục đích mang lại cho Trung Âu sự đa dạng và an ninh hơn về nguồn cung cấp. Bộ trưởng biến đổi khí hậu Pakistan Seri Heman hôm qua cho biết chính phủ nước này đã ban bố tình trạng khẩn cấp và kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp đỡ. Thủ tướng Pakistan Seba Sharif đã ra lệnh cho quân đội huy động mọi nguồn lực cho các chiến dịch cứu hộ, một lời kêu gọi gây quỹ cứu trợ quốc gia được đưa ra và các sĩ quan quân đội nước này sẽ đóng góp một tháng lương vào quỹ cơ quan xử lý thảm họa quốc gia của Pakistan cùng ngày cho biết hơn 900 người đã thiệt mạng do mưa lũ trong năm 2022, trong đó có 34 nạn nhân trong 24 giờ qua. Các công ty doanh nghiệp về năng lượng của Hà Lan đang xây dựng cơ sở hạ tầng năng lượng tái tạo với các dự án bao gồm tua bin gió, tấm pin năng lượng mặt trời nổi và hydro xanh đang được thiết lập ngoài khơi bờ biển Hà Lan. Một trong những hoạt động nổi bật của dự án đó là nỗ lực chuyển đổi điện năng thành hydro và đưa vào bờ thông qua các đường ống dẫn khí đốt tự nhiên sẵn có. Các thiết kế của những cơ sở mới này được kỳ vọng sẽ đạt được hiệu quả kinh tế, nhân lực, tạo nguồn cung ổn định và chống biến đổi khí hậu theo hãng tin reuters hôm qua trong chuyến thăm canada tổng thư ký nato jens stoltenberg cho biết đối với nato và canada tầm quan trọng của bắc cực đang tăng lên khi nga xây dựng lực lượng đáng kể tại đây ông stoltenberg cho biết thêm nga đã tái mở cửa hàng trăm địa điểm quân sự từ thời liên xô tại bắc cực sử dụng khu vực này để thử nghiệm các hệ thống vũ khí mới ông stoltenberg đồng thời đưa ra cảnh báo về an ninh trong bối cảnh nga tiếp tục mở rộng và củng cố lực lượng quân sự tại khu vực bắc cực theo hãng tin AFP, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm qua cho rằng khả năng khôi phục thỏa thuận hạt nhân là tùy thuộc vào Iran và một thỏa thuận thành công sẽ hữu ích ngay cả khi nó không giải quyết được tất cả mọi thứ. Nhận định được đưa ra sau hôm 25 tháng 8 khi Ngoại trưởng Iran Hossein Amia Abdullahan đã đề nghị cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA chấm dứt vấn đề 3 địa điểm hạt nhân chưa công bố của Iran nhằm tạo động lực cứu vãn thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015. Giới chức thành phố Enerhoda, Ukraine do Nga kiểm soát hôm qua cho biết bốn quả đạn pháo của Ukraine đã rơi xuống khu vực chứa nhiên liệu đã qua sử dụng của nhà máy điện hạt nhân Zaporozhia. Các cơ quan chức năng cho biết cơ sở hạ tầng và các khu vực chính của nhà máy không bị hư hại và mức độ bức xạ xung quanh nhà máy vẫn bình thường sau vụ tấn công. Thời gian gần đây, Nga và Ukraine liên tục cáo buộc nhau bắn vào khu vực xung quanh nhà máy điện hạt nhân làm tăng nguy cơ dò dỉ phóng xạ. Su-30 MKI đang là chiến đấu cơ mạnh mẽ nhất trong không quân Ấn Độ được nhập khẩu từ Nga và vị thế này nhiều khả năng sẽ vẫn được duy trì trong những năm tới đây. Báo cáo gần đây của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm cho thấy Nga vẫn là nhà cung cấp quốc phòng nổi bật nhất của Ấn Độ và có tới 80% nền tảng quân sự của New Delhi có nguồn gốc từ Moscow. Su-30 MKI là phiên bản hiện đại hóa của Su-27, là dòng máy bay chiến đấu đa năng hai động cơ được sản xuất riêng theo thông số kỹ thuật và hệ thống điện tử hàng không của Ấn Độ. Thưa quý khán giả và các đồng chí trợ lý Bộ trưởng Năng lượng Hoa Kỳ Catherine Hurst, ngày 26 tháng 8 cảnh báo nếu nguồn cung nhập khẩu urani từ Nga bị cấm sẽ không có nguồn khác để lấp đầy khoảng trống đó. Ông Hurst cho rằng Washington cần phải tăng cường năng lực sản xuất urani nội địa. Hãng tin RT dẫn lời trợ lý Bộ trưởng Năng lượng Hoa Kỳ Catherine Huff nói rằng, trên phạm vi toàn cầu sẽ không có nguồn cung urani thay thế khoảng trống Nga để lại. Theo bà Catherine Huff, hiện tại không có nơi nào khác để lấp đầy khoảng trống đó nếu nguồn cung nhập khẩu urani từ Nga bị cấm. Tuy nhiên, việc Hoa Kỳ phụ thuộc vào urani từ Nga gây ra những rủi ro về an ninh năng lượng và an ninh quốc gia. Đồng thời nhấn mạnh Nga vẫn cung cấp khoảng 20% urani được làm giàu thấp tại các lò phản ứng hiện có của Hoa Kỳ. Bà Huff cho rằng Nga không còn là nguồn cung cấp nhiên liệu đáng tin cậy của Hoa Kỳ và Washington cần tìm các giải pháp thay thế và xây dựng chuỗi cung ứng trong nước. Chúng tôi có hạm đội hạt nhân lớn nhất thế giới và chúng tôi hiện không có khả năng cung cấp nhiên liệu cho tất cả các lò phản ứng của mình. Ngành công nghiệp điện của Hoa Kỳ phụ thuộc vào Nga, Kazakhstan và Uzbekistan để cung cấp khoảng một nửa lượng urani cho các nhà máy điện hạt nhân của họ. Nga chiếm 16,5% lượng urani nhập khẩu vào Hoa Kỳ vào năm 2020 và 23% lượng urani được làm giàu cần thiết để cung cấp năng lượng cho các lò phản ứng hạt nhân thương mại của nước này. Hoa Kỳ không sản xuất hoặc chế biến urani, mặc dù một số công ty cho biết họ muốn được sản xuất trong nước ở Texas hoặc Wyoming nếu các nhà sản xuất điện hạt nhân ký hợp đồng cung cấp dài hạn. Ủy ban Tài nguyên và Năng lượng Thượng viện Hoa Kỳ sẽ xem xét việc cấm nhập khẩu urani của Nga. Quốc hội Hoa Kỳ đã cấm nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch của Nga sau khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine hồi tháng 2. Hiện tại, Bộ Năng lượng Hoa Kỳ đang nghiên cứu lên chiến lược làm thế nào để mở rộng chuỗi cung ứng urani trong nước. Bộ trưởng Năng lượng Hoa Kỳ Jennifer Granholm từng gọi việc Washington phụ thuộc vào urani nhập khẩu từ Moscow là một lỗ hổng đối với kinh tế và an ninh quốc gia. Hoa Kỳ vẫn duy trì khả năng khai thác urani nhưng phụ thuộc nhiều vào Nga để làm dầu. Bộ Năng lượng Hoa Kỳ cho biết, để khởi động ngành công nghiệp Urani trong nước không phải là một quá trình đơn giản, do quốc gia này chỉ còn lại một cơ sở làm dầu Urani thương mại, nhà máy do tập đoàn đa quốc gia Anh, Đức, Hà Lan, Urenco điều hành ở bang New Mexico. Tổng thống Alexander Lukashenko tiết lộ hôm 26 tháng 8, Belarus đã hoàn tất việc chuẩn bị cho một số máy bay quân sự của nước này để có thể triển khai vũ khí hạt nhân của Nga. Trước đó, ông Lukashenko và Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sẽ nâng cấp các máy bay Sukhoi của Belarus để chúng có thể mang vũ khí hạt nhân. Theo hãng thông tấn Benta, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết Minsk đã hoàn tất công tác chuẩn bị để đảm bảo một số máy bay quân sự từ Belarus có thể triển khai vũ khí hạt nhân của Nga. Ông Lukashenko đồng thời cảnh báo rằng nếu phương Tây có động thái leo thang với Belarus, việc đó chẳng khác nào leo thang với liên minh Belarus và Nga. Phát ngôn của ông Lukashenko được đưa ra trong lúc ông đang thảo luận về việc tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO triển khai quân sự gần biên giới Belarus. Phương Tây phải hiểu rằng nếu họ chọn leo thang thì sẽ không có máy bay hoặc trực thăng nào có thể cứu vãn. Nếu họ tạo ra các vấn đề thì chúng tôi sẽ phản ứng nhanh chóng. Nhà lãnh đạo Belarus không cho biết có bao nhiêu máy bay chiến đấu của nước này được nâng cấp để có thể mang vũ khí hạt nhân. Ông cũng không nêu cụ thể việc Nga chuyển giao vũ khí hạt nhân cho Belarus sẽ diễn ra như thế nào. Belarus hiện là quốc gia không sở hữu vũ khí hạt nhân. Trước đó vào cuối tháng 6, ông Lukashenko đã hội đàm với ông Putin. Trong cuộc gặp, nhà lãnh đạo Belarus chia sẻ lo ngại về việc Ba Lan yêu cầu Hoa Kỳ triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật trên lãnh thổ Ba Lan. Tại cuộc họp Ông Lukashenko ngỏ lời nhờ ông Putin giúp Belarus nâng cấp các máy bay chiến đấu hiện có để chúng có thể mang vũ khí hạt nhân. Ông ước tính rằng những bước nâng cấp cần thiết có thể hoàn thành trong vòng vài tháng. Đáp lại, ông Putin đã đề xuất giúp Belarus đào tạo phi công và hiện đại hóa các máy bay chiến đấu của nước này tại các nhà máy quân sự của Nga để giảm bớt lo ngại của Minsk về NATO. Đáng chú ý, lãnh đạo Nga cam kết trong vòng vài tháng tới, Moscow sẽ gửi cho Minsk hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander M có thể sử dụng tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình, cả phiên bản thông thường và phiên bản hạt nhân. Hoa Kỳ đã huấn luyện các nước thành viên tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO phi hạt nhân như Ba Lan cách sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật của mình trong nhiều thập kỷ. Moscow từ lâu đã gọi các cuộc tập trận này là hành vi vi phạm cam kết không phổ biến vũ khí hạt nhân của Washington, nhưng Hoa Kỳ phủ nhận các cáo buộc này. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cảnh báo nước này và anh sẽ đối mặt các vấn đề nghiêm trọng nếu cả hai không thể xác định họ là bạn bè hay kẻ thù. Tuyên bố của ông Macron được đưa ra sau khi ngoại trưởng Anh Liz Truss, ứng viên sáng giá làm thủ tướng Anh nói với nhóm lãnh đạo đảng bảo thủ vào thứ năm rằng nhóm của bà vẫn chưa xem xét liệu tổng thống Pháp là bạn hay thù. Phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri của các ứng viên thuộc đảng bảo thủ cầm quyền ở Norfolk mới đây, ngoại trưởng Anh Liz Truss cho rằng Hiện vẫn chưa quyết định liệu tổng thống Pháp Emmanuel Macron là bạn hay thù. Bà Truss tiết lộ thêm, nếu trở thành thủ tướng Anh, bà sẽ đánh giá ông Macron thông qua hành động chứ không phải lời nói. Tổng thống Macron, người đang công du Algeria hôm 26 tháng 8, đã tỏ ra không hài lòng với phát biểu của ngoại trưởng Anh Liz Truss về quan hệ song phương. Nếu nhận được cùng câu hỏi, tôi sẽ không chần trừ một giây mà nói rằng Pháp là một người bạn của nhân dân Anh. Nếu Pháp và anh không thể nói liệu mình là bạn bè hay kẻ thù của nhau, khi đó chúng ta sẽ lâm vào các vấn đề nghiêm trọng. Ông Macron khẳng định anh vẫn là một quốc gia thân thiện và đồng minh mạnh mẽ của Pháp, bất kể ai là lãnh đạo của nước này và đôi khi bất chấp các nhà lãnh đạo cũng như bất cứ sai lầm nhỏ nào mà họ có thể mắc phải trong lúc phát biểu. Phát biểu sau đó, thủ tướng sắp mãn nhiệm của anh Boris Johnson cho biết, ông luôn có quan hệ rất tốt với ông Macron. Ông Johnson mô tả người đứng đầu chính phủ Pháp là một người bạn rất tốt của nước Anh. Ông nói thêm, mối quan hệ Anh-Pháp rất quan trọng và đã tồn tại từ rất lâu, kể từ thời Napoleon. Một cựu bộ trưởng Pháp và các quan chức ngoại giao đã lên án phát biểu của bà Truss. Theo họ, việc ứng viên tiềm năng trở thành thủ tướng tiếp theo của Anh làm giảm giá trị của một đồng minh then chốt là thiếu trách nhiệm và bình luận đó không có lợi cho mối quan hệ tốt đẹp giữa các nước láng giềng cũng như không có lợi cho một người đứng đầu chính phủ trong tương lai. Căng thẳng hình thành trong hơn 5 năm đàm phán về việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu EU, Brexit, đã trở nên trầm trọng hơn vì một loạt các tranh chấp xuyên quốc gia, bao gồm cả việc người di cư vượt biên qua eo biển Măng Sơ, giấy phép đánh bắt cá và nghị định thư Bắc Ireland. Các nhà phân tích nhận định, Paris không còn tin tưởng London sẽ giữ lời, trong khi London tin Paris chỉ quan tâm đến việc trừng phạt Anh vì Brexit. Hy vọng về khả năng cải thiện quan hệ song phương sau sự ra đi của ông Johnson dường như sẽ khó được sớm thực hiện. Cựu đại sứ Pháp tại London, Sylvie Berman cho biết, điều quan trọng là phải nhận ra rằng lời nói của Bà Truss là lời nói của một ứng cử viên. Bà Berman nhận định, khó có khả năng ngoại trưởng Truss, người có thể là lãnh đạo đảng bảo thủ mới và trở thành nữ thủ tướng thứ ba của Vương quốc Anh, sẽ làm tan băng trong quan hệ Anh Pháp. Theo hãng tin Reuters, các mẫu lõi do tàu thăm dò Perseverance của NASA khoan trên bề mặt Sao Hỏa đang tiết lộ địa chất của một miệng núi lửa mà các nhà khoa học nghi ngờ có thể đã chứa sự sống của vi sinh vật hàng tỷ năm trước, bao gồm cả những điều bất ngờ về bản chất của đá hiện diện ở đó. Thông tin này sẽ khép lại bản tin hôm nay của chúng tôi. Xin kính chào và cảm ơn quý khán giả và các đồng chí. Theo kết quả ban đầu, các nhà khoa học của NASA đã bất ngờ lớn khi tàu thám hiểm Sao Hỏa Perseverance bắt đầu phân tích bốn mẫu đá trong miệng núi lửa Jezero vào mùa xuân năm 2021. Họ đã mong đợi tìm thấy đá trầm tích vì miệng núi lửa này từng chứa một hồ nước cách đây hàng tỷ năm trước. Theo lý thuyết, việc chứa hồ nước sẽ khiến cho cát và bùn lắng động lại. Các mẫu do robot sáu bánh có kích thước bằng ô tô thu được và được lưu trữ để vận chuyển tới Trái Đất trong tương lai để nghiên cứu thêm. Tuy nhiên thay vào đó, robot tự hành Perseverance lại phát hiện ra rằng đáy hồ đã cạn chứa hai loại đá magma, một loại hình thành từ hoạt động núi lửa trên bề mặt và một loại có nguồn gốc từ magma sâu dưới lòng đất, chúng được hình thành do quá trình làm lạnh của vật liệu nóng chảy. Mặc dù bản đồ không cung cấp tất cả các câu trả lời, nhưng nó chỉ ra những nơi có thể tìm thấy nhiều manh mối về sự sống hơn các khu vực được xác định ở đây sẽ là địa điểm hạ cánh tuyệt vời cho các sứ mệnh tới sao hỏa trong tương lai một số trong số chúng thậm chí có thể vẫn còn băng nước bị chôn vùi dưới bề mặt